Xin chào tất cả các bạn nhé. Video này mình sẽ test một cây sáo DG Mutong MT7 gửi về Thủy Nguyên Hải Phòng. Thì phụ kiện được tặng kèm theo sẽ là một cái túi nhung rất là xịn sò như này, một cái ốp bảo vệ bằng dung, một cục a dao, một cái dây treo, một gói bằng dung cao cấp và một lọ bôi trơn khớp nối. Khi chúng ta thấy cái khớp nối nó không được trơn tru thì chúng ta sẽ bôi cái lọ này vào thì cái khớp nó sẽ trơn và nó sẽ bền hơn. Bây giờ mình sẽ khớp với bit nhé. Xin chào tất cả mọi người nhé.